Tập 998, Zeus phản bội. Sự náo loạn ở tầng trên đã gây ra một tiếng động không nhỏ, đủ để kích thích tinh thần của các Samurai. King và Queen trong lúc dầu sôi lửa bỏng này vẫn còn thời gian đứng cà khị nhau. Đám thuộc hạ Big Mom và phe liên minh xông vào chém nhau, Luffy hỗ trợ bằng chiêu thức súng loạn đả. Trong lúc Queen đứng chửi lộn cùng đám lính, King bận giả vờ cuôn ngầu và đứng xem kịch, thì Shinobu đã lén di chuyển đến phía sau cuộc hành hình. Cô nàng dùng thuật hóa giải, cẩn thận từng chút một phá hủy sợi xích. Mà Luffy, nhóm Robin và lão Hio cũng đang căng thẳng theo dõi tình hình. Trận chiến giữa Yamato và Yuti sắp đến hồi kết thúc khi cô nàng nện truy sát, đánh bay Yuti. Phía trên đỉnh tháp càng phá hoại bao nhiêu thì tiếng động lại càng lớn bấy nhiêu, át mất hành động của Shinobu. Tuy nhiên, cho đến khi cô nàng sắp thành công thì đã bị King phát hiện. Hắn nắm đầu Shinobu và ném vào tòa nhà cho rơi xuống. May thay, cô nàng chỉ bị thương ở trán. Đột nhiên, hai sợi xích bí cắt thành nhiều mảnh, Momonosuke phe phẩy bay trong không trung. King quyết định xử tử cậu nhóc. Bất ngờ nhất là đòn đánh của King bị khuếch tán xung quanh Momonosuke. Lúc này, nhân dạng thật sự của người vừa cứu cậu nhóc mới hiện ra. Đó là Sanchi trong bộ giáp của chờ ma Double Six. Sanchi bị King túm cổ, cậu liền ném Momonosuke về phía Shinobu, rồi dùng hết toàn lực đáp trả. Còn có thời gian khen ngợi màn kê khai danh tính của Momonosuke ban nãy nữa chứ. Shinobu ẵm theo Momonosuke bơi đi, Sanchi liền dùng thiết bị tăng tốc, chặn đòn đánh từ King. Rồi cậu kích hoạt khả năng tàng hình, xuất hiện từ phía sau đá hắn. Vẫn chưa xi nhê gì, xạ lộ ngược trên không dùng một tuyệt kỹ mới, thành công để King chặn lại chỉ bằng một cánh tay. Cậu được một vé đi tàu lượn siêu tốc, King hóa thành thần lằn bay đớp mồi. Hai anh em rượt đuổi nhau một hồi, Sanchi bị mỏ chim đâm vào bụng. Trong vài giây nữa thôi, có lẽ cậu sẽ biết thế nào gọi là ngũ mã phanh thây. Luffy giao lại nhiệm vụ bảo vệ Momonosuke cho Yamato. Nếu thằng bé vừa tỉnh dậy mà đã thấy có một cô gái tự nhận là cha mình thì chắc khóc thét. Chỉ là ý định cứu Sanchi của Luffy bị phá bỏ khi bà mẹ lớn đang rất thích chơi cao su. Chủ yếu là vẫn còn cay cái ngày Luffy được xuất chuồng phá hỏng cái bánh cưới đấy. Mà thế nào hai người họ cũng phải có kết cục người sống, ta chết thôi. Chiêu thức của Big Mom vừa được tung ra, dòng xoắn ốc xuyên thủng cả tòa thành, ra đến tận đại dương, xém chút nữa đưa Sasaki lên chầu ông bà. Big Mom với tay gọi Zeus, ai dè thằng con của mình đã bị Nami túm đi từ đời nào. Zeus xứng đáng danh hiệu thánh lật mặt của năm, vừa nghe được ăn bong bóng thời tiết, đã bỏ mặt mẹ già phải chạy đuổi theo. Nhưng dễ gì thoát khỏi tay Big Mom, Zeus chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là giết chết Nami. Ngay lúc Nami đang tuyệt vọng cắm đầu chạy, thì Zook và Funky đã đến. Funky điều khiển xe, cắn bẹp dí lỗ mũi Big Mom, còn Zook chém Zeus làm đôi. Vậy là bọn họ đã chính thức tuyên chiến với Big Mom.